Hi, xin chào cả nhà YouTube thân mến nha. Bây giờ là Dương Quý đang có mặt trên con đường này là đường số 7. Đây là chúng ta sẽ hết đường Trần Quang Vào là chúng ta sẽ tới đường số số 7 nha cả nhà. Rồi đường số 7. Đây đây đường số 7. Chúng ta có bánh canh cá lóc cả nhà. Cơm niêu luôn á, đặc sản đậu mắm tôm, ồ cà ghi dịch, bên kia có bán cơm niêu, bún niêu cua, cà ghi dịch, cơm niêu Thiên Lý, rất là ngon, quá cơm niêu Thiên Lý rất ngon cả nhà. Đây có đậu mắm tôm. Đậu mắm tôm là rất là nổi tiếng của Hà Nội cả nhà. Đây có cơm gà vườn bưởi, bò bít tết, cơm gà xối mỡ. Đây có cơm tấm đặc sản Hà Nội. Đó, cơm tấm cả nhà. Đây, đây là rồi Dũng Quý sẽ tới nha. Giờ Dân Quý sẽ quẹo vào đường mình đang trong nha cả nhà. Đường số 7 rồi, giờ Dân Quý sẽ quẹo phải vào bên đang trong. Đây, đây là bên đang trong. Sáng sớm có một trận mưa rất là mát luôn. Cố không còn nắng nóng nữa. Ồ, chị đi bán sầu riêng cả nhà. Sầu riêng nghi sáo, sầu riêng cái mơ, sầu riêng hạt lép, rất là nhiều loại sầu riêng cả nhà. Rất là rộng, coi đường mình lại trong rất là rộng luôn á. Đây là nhà hàng chim rừng cả nhà. Đây là nhà hàng chim rừng. Ở đằng kia là nhà hàng chim cả nhà. Đây. Đây có nhà hàng tiệc cưới Kim Cương cà phê The Mon. Tiết trời hôm nay rất là mát luôn cả nhà. Nên Dân Quý đi bị bắt mưa luôn. Đây chiếc xe du lịch rất là đẹp luôn cả nhà. Trên Phố Hồ Chí Minh bây giờ có chạy taxi điện cả nhà. Taxi điện lúc trước là chạy của chỉ chạy ở Hà Nội, cứ Hà Nội thôi mà bây giờ là chạy lên Phố Hồ Chí Minh luôn. Chiếc xe màu xanh ngọc nhìn cũng rất là đẹp.
chạy bằng điện chứ không bằng xăng. Rồi bây giờ Dân Quý sẽ quẹo phải vào đường số 17 nè, nó chạy ra giao thông thành. Rất là dài, rất là rộng, rất là lớn, một sợi rất là lớn luôn cả nhà. Đây có mì cay sashimi. Mì cay sashimi này là lúc trước là của mà diễn viên Quốc Trường cả nhà. Đây. Ngoài là quý tại đây. Bánh mì. Miễn phí nữa nha. Họ có ai mà có vấn đề cơ xương khớp lại đây miễn phí nữa nha. Mọi mưa đổ rồi cả nhà. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh mưa hoài luôn á. Thôi để Dân Quý vòng lại đi. Giờ là mưa nữa rồi. Mưa hoài. Dân Quý vòng lại, Dân Quý bọc mình tăng. Những người lớn tuổi người ta gặp vấn đề xương khớp người ta lại đây nè. Ở đây là địa chỉ là số 60 đường 17A là chị xương khớp miễn phí luôn cả nhà. Đấy. Rồi, đây anh Bình Tăng cả nhà. Do anh Bình Tăng nè. Đẹp không cả nhà, do anh Bình Tăng nè. Mở cũng được như là hơn 5 năm rồi ha. Hôm nay do anh Bình Tăng có gặp chiếc phim với cả nhà. Cả nhà có ai muốn xem phim thì đến do anh Bình Tăng nha. Đây là cổng số 9 và cổng số 8. Cổng số 9 là cổng số 8 của anh Bình Tăng là trên đường 17A. Là hai cổng chính. Là một cổng là xe hơi và cổng xe máy. Còn một cổng ở ngoài sau, cổng ngoài sau thì chừng nào mà xe đông quá thì nhân viên bãi xe mới là đóng cổng ở trên đây và cho xe khách chạy xe vòng ở ngoài sau. Còn thường thì khách sẽ đi ở cổng này, cổng thứ 9.